chắc mà dương mơ từ lâu free cash flow valuation và dương vẫn cứ và dương mơ average nhất nè cứ hai chỉ discount lâu từ đó sẽ từ PP rồi giống á nè và thêm cho mỗi nâng intrinsic value của vi hai bờ mơ từ lâu low valuation vẫn cứ 37% hai bờ high valuation và dương là dương phở nhấn cho mỗi nâng higher growth cứ lâu từ đó 27% sau đây là tổng kết sau cùng một căn algorithm academy ngày nay dương thua ca vì phía từ lâu cùng hôn Meta đã dựng club score tập Facebook nâng đã miên ticker FB nâng ngày nếu số ta ta dựng cua tại bài stop Facebook lợi ớt nếu bây đã vi drop là hô tròn 20 rồi bị it's high đã nơi từ lại 2 chìa bởi 34 ai từ lại 3 chìa bón nơi 2 chìa bởi 37 dẫn này tổng hợp score lại ta Meta đi cơ bị muốn đại Facebook nâng cứ chế ghê dẫn á vì chế social media hay vậy thì dương phở ngay để nè tại học này khuyên video này cứ dương phong phở Facebook nâng ngày cho môi nâng Instagram chừng WhatsApp hay chế đào chấn á nè chấn thật ná dương cua tại bài Facebook rư gót chấn tam tan video này ngọt này ní cứ chỉ disclaimer phải dương chấn rõ ca bị phía từ lâu qua mình là dương miến nó cứ đầm bay của anh tài chìm là hầm nàng thế dương mình chỉ recommend anh ngọt này thật tại follow từ lâu recommendation phó dương không ca bị phía tê chấn nè OK, cùng mọi chăm chú dương từ căn ca vị phía bao dương từ ngọc địa. Chấn tam dạ ca update trong khỏi bao dương cư nơi thứ ngày ti đập mua bay khai phía ambi bao lập pi đa chỉ ngày dương phơi được sai trong khỏi dẫn á nữa. Hai cùng hôm nay dương vị phía cứ đăng ấy đôi chỉ chung một phía cư meta platform hai thì cover phía cư facebook dẫn thật ta về dân nông sector mùi nà cư gia tôn chỉ mùi nông communication services chấn á nữa. Hai industry đài cùng hôm nay cư dân nông internet content and information hai ประเภทกลุ่มหุ้นนั้นคือจีประเภทไซคิโคเยอะนะหายประเภทคัตเทกอรีพอบีก็คือจี value ไม่ชิมวยหนึ่ง growth เยอะนะวีก็มัน growth ครั้งปีวีก็มันแมนจี value สักได้เยอะนะหายวีสัตว์ขนมประเทศอเมริกอันนั้นคือจีการส่งขายพอกลุ่มหุ้นนั้นโอเคฉันดูยังหัวดองยังจับรามเชนปีcatalyst นั่ง driver ไปยังเตอร์เยอะนะแกตาได้ถือกลุ่มหุ้นนั้นตั้งมุกจีบเซตั้ง revenue จีดาวเยอะนะแต่ยังใหญ่แต่ต้องชิมวย driver นั่ง catalyst นั่งchấn ở đây tôi muốn cho là tìm mối để dương nâng từ mơ nâng cư dân đó ngày tha Facebook cư viên miên cùng hôn trở nên không nâng chớ nè đại viên miên đôi chỉ Facebook luôn anh IG Messenger WhatsApp chỉ đào chớ nè hai không nông p tầm bối nâng ở Facebook còn miên cái hai AR đấy augmented reality đi có chỉ VR đi cái gì chớ nè và phải đào nâng nên ngọt nia sụp score đấy phần tái vì khoản hai tạ PP rồi này total revenue post Facebook đi đi còn Meta chẳng hạn lấy như vậy biết Meta có bán được Facebook có bán nhưng phải đột này chẳng hạn phụ của dương tự lọc mua cho mình Facebook lâu chẳng hạn lấy video cho người ta Meta chẳng vì hiện của hai đại dân dân miền tha khăn ông cả này nâng Meta cứ bên cùng hôn được ngọn Facebook IG Messenger WhatsApp chẳng hạn chẳng hạn dân mơ tới thật ta nó không segment mùi nát để vì chân rồi tri văn chuyển chuyện ở Facebook chẳng hạn được gọi Meta là ngày chẳng nó bây giờ dân phập biệt family âm AP miền tha family monthly active people đại nó không nóng viên miên từng user nó không Facebook nó không IG Messenger nó WhatsApp không bán cho cái này chẳng hạn này tại sao đấy cứ mẹp segment mới nó cứ vì chỉ thô thổ là nè vì mình chỉ toàn segment tới kinh dạy chỉ rổ cứ vì grow 2 chi phần 4 phía rồi gì ổn gì là hồ tờ đó bây chơi 2 phần 4 billion user rồi có people của bạn đây nó không chỉ lọt cho nam people mà thấy people mà thấy mùi hai bởi dân nó không cho nam people nằm 4 people mà thấy vì grow hồ tờ đó đọc buồn phía rồi cứ từ đó bay chỉ bay billion chẳng á nè anh đang cứ cho năm bitcoin đồng bốn bitcoin là pay anh đang cứ dương vậy chỉ rupee thông tệ chẳng ngờ nâng dương bắt đầu mà tiết dương si chấm rưỡi từ lâu với tiết miền tha bia bán chạy chỉ đồng bòn chẳng á nè cứ hai thà geography các bạn đấy dương miền tha cứ bán chạy đồng bòn bia nông ca bị phép và dương cứ bán chạy chỉ đồng bòn bay thùng thùng chẳng á nè tua chỉ ca bắt Facebook cứ bán chạy chỉ buôn thùng thùng miền đôi chỉ US Canada segment Europe segment Asian Pacific segment hay năng rest of the world dưỡng nè mình tái bộ dưỡng cứ còn bán cả lại để tôi cho mọi tiền Pacific năng rest of the world cứ chốt này tầm mùi chẳng vì mình tập bày thì chẳng nè lấy dưỡng tầm mơ cả này đi mua để tôi cho mùi năng US hay năng Canada segment dưỡng nè dưỡng bây giờ mơ tới cứ US and Canada account for 47% of total revenue for Facebook không chỉ làm people one mà pay mùi tạm dạy 10k và bây giờ chẳng nè hai bờ mưa tới segment nâng cổ bộ mạng đài chẳng hạn không segment mũi nâng cư việc cổ hai chỉ xám sầm mũi phía rồi dì ôn dìa cứ chẳng bị bọn phải bọn phải mũi hai cổ hai chỉ đập bằng bảy phía rồi dì ôn dìa chẳng bị bọn đập bằng bốn bị bọn phải
hai bây giờ mơ âm AU mình tham monthly active user nếu không segment mới nâng cứ cổ và hai chìa tại mũi chết phẩm phía rồi tế không chân làm bì bọn mà phải bì bọn phải mũi hai và hai tạp buôn phía rồi tế bì bọn làm bọn bì bọn phải thì tiết chứng nữa bảo anh nói nhé ngọt này khơi ngọt nó không thank you của đồ chỉ 10k for Facebook này chẳng hạn chẳng cái lại này dương khoảng 2 ly ở Austin hai dương dạy từng ăn hai dương đừng ba con nhà từng ăn mưa mà đón ăn một chớ nè chẳng tới chừng này TP cứ dương đơn ấy cứ tại tôi chuẩn bị là Europe segment tại vì account ba chỉ một phải buôn phía rồi cứ vì thị trường US and Canada segment chớ nè chẳng Europe Europe segment cứ vì account for 24% này total revenue for Facebook chứ còn Meta nữa chẳng segment mới nâng cứ vì grow ba hai chỉ sang tập hẹn phía rồi gì on gì đẹp chẳng bị bỏ phải còn phải mũi hai chỉ đập pram pi rồi dân dưới cho năm pi pon đầm bốn pi pon hai bây giờ mơ âm au mẹ segment mới nhánh vĩnh cứ group hai tập pi pi rồi tỷ không segment rộp ngắn á cứ ba hai tập pi pi rồi tỷ cứ pi không trăm pi pon phải mũi hai ba hai chỉ phần mũi pi rồi nếu không trăm pi pon đầm bốn pi pon phải ấy ở vậy để dân đã cái slow nhớ mẹ tha bây giờ thiệp mũi cho năm pi pon đầm bốn pi pon phải hay năng pi pon phải mũi cứ việc tình trường mèn chẳng á chết đánh នៅឆ្នាំ2019 2020 វិក្រោ6ដល់ពេលឆ្នាំ2020 2021វិក្រោតាអឺ 2% ទេអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងមានថាវាក្រោដែរប៉ុន្តែវាតិចជាងមុនអញ្ចឹងយើងដាក់ពាក្យ slow វិញហ្នឹងអាការខាងលើនេះក៏ដូចគ្នាដែរអញ្ចឹងណាហើយបើយើងមើលទៅ segment ទី3វិញគឺតាក់ទងជាមួយនឹង Asian Pacific and ROW ហ្នឹងគឺមានថា rest of the world អញ្ចឹងណាអញ្ចឹងយើងយក segment ទាំងពីរហ្នឹងបូកចូលគ្នាហើយ segment ទាំងពីរហ្នឹងបូកចូលគ្នាវា account for 27% of total revenue for Meta ហើយ segment ហ្នឹងដូចគ្នា both ទាំង Asian ទាំង rest of the world Asia Pacific និង rest of the world ហ្នឹងគឺវាក្រោប្រហែលជា 33% year on year ឆ្នាំ2020-2021និង 5% year on year 2019-2020អញ្ចឹងណាហើយបើយើងមើល MAU របស់វាវិញនៅក្នុង segment មួយហ្នឹងគឺ grow បាន 6% ឆ្នាំ 2020-2021 ច្រើនគួរសមបើធៀបជាមួយនឹង US ហើយនឹងអឺរ៉ុបកាណាដាអញ្ចឹងណាហើយបើវា grow ប្រហែលជា 9% នៅឆ្នាំ 2019-2020 ប៉ុន្តែនៅតែ slow វិញមានថា 2019-2020 វា 9% ហើយដល់ពេល 2020-2021 ដល់ 6 អញ្ចឹងវា slow វិញវាតិចជាងមុនវា grow ដែរប៉ុន្តែវាតិចជាងមុនហើយអ្វីដែលយើងត្រូវកំណត់មួយទៀតនោះគឺយើងមើល quarter ចុងក្រោយយើងដាក់នេះណាយើងត្រឡប់ទៅអាទី1វិញគឺមានថា ask Q1 2022គឺមាន quarter 1ឆ្នាំ2022គឺ family MAP ឬក៏ family monthly active people ដែលយើងរាប់ទាំងអស់អញ្ចឹងណាទាំង Facebook IG Messenger និង WhatsApp ហ្នឹងគឺយើងប្រើពាក្យ family ពីមុខអញ្ចឹងណាអញ្ចឹង family MAP grow just around 3% year on year អញ្ចឹងណាហើយបើមើលទៅ segment ដែលយើងត្រូវវិភាគក្នុងចន្លោះហ្នឹងគឺ US and Canada segment ដែលវា increase just 1% year on year យើងប្រើពាក្យ stagnant មានថាវាសឹងតែអត់ grow សោះតែម្ដងឬ constant អញ្ចឹងណាអញ្ចឹងវាអត់ល្អមែនទេអញ្ចឹងបើមើលពុំរបស់វាវិញវា slowing down វាល្អដែរវា grow ប៉ុន្តែវា slowing អញ្ចឹងពុំ maximum គឺបានត្រឹមតែ 0.7 ទេចន្លោះពី 0.5 ទៅ 0.7 តែប៉ុណ្្នឹងឯង max វាអាចជា growing ហើយក៏វាអត់កំពុងតែ slow វិញដែរប៉ុន្តែវានៅកណ្ដាលអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងឯងអញ្ចឹងមានថាវាអាចល្អគួរសមព្រោះឯងវានៅតែក្រោប៉ុន្តែគ្រាន់វា slow វិញជាងមុនលុះត្រាតែវាឈប់ក្រោអាហ្នឹងទៅយើងបានពងក្រោម5ក្រោម0.5អញ្ចឹងឯងអញ្ចឹងវាត្រឹម 0.7 អញ្ចឹង at least វានៅល្អដែរអញ្ចឹងណាហើយបើយើងមើលទៅខាង segment Europe វិញនៅ quarter ចុងក្រោយ quarter 1 ឆ្នាំ2022ដែល MAP របស់វានៅក្នុង Europe គឺ decrease 1% គឺវា slow វិញជាងមុនអញ្ចឹងណាវាតិចជាងមុនអាកន្លែងនេះគ្រាន់វាអត់កើនក្នុង segment US and Canada វាអត់កើនប៉ុន្តែនៅតំបន់អឺរ៉ុបគឺវាថយអញ្ចឹងណាទៀតទៀតយើងនឹងបើអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលតែបានវាថយមិនបានអញ្ចឹងអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងបើមើលពងទៅដូចគ្នាគឺប្រហែលប៉ុណ្្នឹងអញ្ចឹងណាព្រោះជាក់ស្ដែងគឺវាក្រោគួរសម segment មួយហ្នឹងក្រោណាក្នុងរយៈពេល2ឆ្នាំចុងក្រោយដែល segment មួយហ្នឹងគឺវាក្រោ35ហើយនឹង15អញ្ចឹងឯងអញ្ចឹងវា not bad អញ្ចឹងណាអញ្ចឹងបើធៀបជាមួយនឹងរឿងអត់ល្អគឺបានប្រហែលប៉ុណ្្នឹងអញ្ចឹង 0.5 0.7 លើគ្នាអញ្ចឹងយើងខំប្រឹងឲ្យពងវាអស់ទៅក៏មិនជាបញ្ហាដែរគាត់វា slow វិញអញ្ចឹងណាហើយបើយើងមើលទៅ segment ផុស Asian Pacific និង Rest of the World អញ្ចឹងណានៅក្នុង fourth quarter ចុងក្រោយឆ្នាំ2022ហ្នឹង quarter 1ឆ្នាំ2022 MAP នៅក្នុង Asian Pacific និង Rest of the World grow បាន 2% មានថាវាល្អដែរអញ្ចឹងណាទៅវាបានពងច្រើននេះគេអញ្ចឹងកុំឲ្យចាំយូរយើងទៅមើល data ទាំងអស់គ្នាថាលេខនឹងបានមកពីណាអញ្ចឹងណាអូខេ
chẳng dương mà nó cả lại ní cư ở mấy ta thanh xú xú 1 2022 chẳng là nó hơi hơi nhé chẳng chẳng bây dương mơ vậy ra sai đi dương vậy mình đang ní cư chỉ manly active user từng à một chừng ngày chẳng nè anh ấy bây giờ mới tới lại những cái segment ta for Facebook này các bạn chạy sai viên miên ở family mùi tiệt chẳng nè anh ấy cứ để lý hơi cái lại ní nì ở vậy này tôi không khi khơi mình nè dương vậy bây trên ham buồn hay bây cho học buồn nên chỉ đam lại việc cầu nè anh đang dạy sập mình tái việc quan phép tiếng ở đại family nhưng đôi phải biết chẳng cứ family family miền tham miền tầng Facebook IG Messenger hay WhatsApp nè tại vì thô thô tiếng ở cứ bây cho học sập buồn billion users đi có people của bạn đại chẳng hết phần tái viên mình phép segment nào đây lưu ra từ từ khang Facebook segment chẳng hết là dân tự lập một khang khổng lại mình để dân trong bài nhạc ngọt này mình chẳng ở vậy đại dân trong bài này cứ cái lại này chẳng hết cứ segment mới nâng chắc đấy bây giờ mơ tới cứ đi the rest of the world cứ chung quanh worldwide mình the rest of the world cứ worldwide cứ miền tham micro cứ dám chẳng hết the last three quarter micro phần tái viên slowing chương buồn chẳng hết vậy đại dương bị phép mình nó cứ dương mới từ lớp segment mới mới từng áp phim buồn tôi dương vậy mình chứng segment mới ní cứ dương do việc đặt mũi thì tiết dương đăng thay bằng dương do segment về đặt mũi tại sao tại vì accountable for size of bài phía rồi này total revenue for Facebook đi gặp phần meta nắng hai đồng bằng là rộp với ba hai chị mà anh dương vậy mình đăng ấy được không đăng chứng một hai chiến phần bằng lắm tỏ pin đi bộ một hai bốn à pin đi bộ châu khía bàn phải phần bằng là ngày chứng á chẳng miền tha tự dương bị phiền nè lỡ dương tự lập máu cứ miền tha cái lại ní đôi dương vậy muốn nâng chân đẹp hợp bị tha stack nên đã cổ nâng khơi này ngọc này khơi này chẳng có nông bản qua thơ chân khỏi ní và hai chị bay qua thơ chân khỏi ní cứ vì dân tự ăn cổ chẳng là pi hỏi học sập môi million users học pi học bảy chẳng biết dân tự ăn cổ được cổ tích mệnh tên à nâng chẳng là tự dương vậy bạch đằng hai bởi dương mưa đầm bọn là rộp bình chẳng là đầm bọn là rộp dương khơi nhà bay qua thơ chân khỏi chẳng là chẳng vì tì chuyện kê mệnh tên vì tì chuyện dân tài mà dìa chân khỏi nè tăng phí môn nè tăng phí môn đi máu cứ buôn đập phẩm buôn buôn rồi đập phẩm liền nè chẳng nè đại phở nó không đồng bằng ở rộp sở rộp bằng tay đập bê đặc quá thơ chân khỏi quá thơ chân khỏi đại nét ngọt này khơi nếu vì slow ấy nè thua ở Facebook thuê more than 25% là bê bê earning chân khỏi nhắn nè bởi xanh chỉ nét ngọt này tam đăng Facebook à bê nâng cứ stock Facebook thuê 2.1 phẩm rồi không đồng earning day chẳng nè chẳng miền thang cái nông chả là nâng cứ vía được xa cả ta nâng hay để vía slow growth nó không đồng bằng là rộp nâng chip xe chẳng nè chẳng vía thua ở vía miền bảy hàng để bắt user chả ra mình đèn nâng cái nông nâng chẳng ai chẳng tìm gì vía tha vía decrease nâng ai chẳng nè mình nãy bây giờ mưa từ lâu Asia Pacific hay nâng rest of the world or the view nâng cứ dân khơi nhà vía keep growing higher and higher chẳng nè hay nâng rest of the world được nghĩa rest of the world cứ đồng bằng xem xây đôi chỉ Africa ấy chẳng chả đại âm tử chẳng nè rồi Amrit Latin ấy chả đại ok có cùng nắm tham và tế đại rồi chẳng những cái cư India Bangladesh hay Việt Nam chẳng ngày chẳng bị part of Asia hay là rest of the world ok à lấy dân tự lập tư can Israel dân quý chẳng nên ngọt này khởi nhảy thấy bàn dương dạy dần chẳng nè để tao nó cứ viết trên màn chẳng chẳng chạy sáng cái việc bạp nâng chẳng nè chẳng cả này đây là trên cái không driver for Facebook nâng cư đầm bán Asia hay là rest of the world là bị cổ trần diễn và thiệp tử và đồng bằng Europe cứ việc đỏ mình hay đồng bằng America hay Canada cứ việc increase just 1% chẳng tâm mục tiêu anh những tiêu chuẩn nâng cao thay bàn này vẫn đồng bằng đại chuối nâng cứ như kì cứ để tôi cho mỗi nâng đồng bằng Asian Pacific and rest of the world ô mỗi tiết này từng ngọt này thật đơn thả nâng việc accountable bằng nâng từ xa ai dương mơ này kẻ này trên lối á là dương tự lập tự can đi xe mình vĩnh anh ấy cứ tẹt tông cho mùi nâng user chỉ mới liến là dương mơ cạn này trên lùi bình chẳng nè cạn này trên lùi chẳng cạn này trên lùi này tôi ngóc này khởi này cạn này ní nằm bon ở rộp nâng khởi này tha viên phẩm mạng chẳng bốc châu khởi này tới vì account for 2 giờ sai tầm 3 phía rồi này total revenue po Facebook nâng để chẳng tha ní nâng nông trang bí bọn pay mỗi viên 2 giờ mà rồi đập 1 billion dollars chẳng nè hay anh ấy viên 2 giờ sai tầm 3 phía rồi nâng không quarter 7 buồn này chẳng nè chẳng à quarter tao chẳng khỏi được sao đi dương mơ chu bốn phần thì phần thì thu chẳng là dương ắt họp à bảo đi đấy chẳng dương họp ta thẩm vấn đi đây nè my 31st to December 31st là bao ngày nó bây đây nên tao ngon này bao châu này tới vì hay chạy chỉ mỗi năm rồi đầm bao billion tới vì mà nó phải sai tầm bao bề rồi anh đang cười chẳng chẳng anh đi có đôi khi này đấy cứ tại tao chỉ mỗi đây revenue nó không đầm bao là rob có đôi khi này đấy chẳng là dương tập buôn quarter đi đây à cạn này nó cứ cạn này chẳng khỏi
chẳng bờ mưa tới miền Tây để tung mũi đầm ban ở rốt non quarter chẳng khỏi quarter one và phải pin nó cứ bị slowing chẳng là bị tì chiềng tăng pì quarter mũi bị bòn và phải mũi mày chẳng là chẳng xin lỗi ra được sao ấy bạn bị chập ram slowing chẳng là anh đang như từ xu đại mình tay bây giờ mưa revenue nó không đầm ban ở thì mà phải bính cứ tu quarter chẳng khỏi nó bị slow chiềng ở quarter four cái đó có vì nó ta chọn chiềng đại chẳng là mưa tới bị uptrend bây giờ lấy nó cứ bị uptrend hay tại trong một resort world có được như vậy vì flock chạy thì cứ cái đó ở bài đây trong phép này từng ngon hiện tinh tiết cứ nơi p đại này từng ngon khi khơi chưa được xét ở bài đây có sản ám cứ mê than không waterfall chỉ riêng rocha mà từ waterfall cứ revenue trở này kia là hột chẳng là dương thiệp cho mùi năng quarter one quarter two quarter three rồi sai chẳng này từng ngon khi thở đăng tha nơi không waterfall chỉ chú tới cứ chỉ holiday season chẳng là holiday season mê than chỉ cái đấy ca đại promo thông thông thôi ca luôn là bỏ nông lại cả chả ăn hay discount chẳng là chẳng làm bay luôn là bao ban chở tụ quật thật promote ấy chở nó có nông social media đi cổ advertising ấy same same platform same same chẳng đấy chẳng về admin ấy chậm lại thì ao từ quarter four dương mới nó có nông đồng ban nào cả đó cứ vía revenue profit của cứ đăng tới chở chiên thon mà đại chẳng ai phụ ấy từng dương từng kế bờ sân dương trên nè lúa nè hay đạp pê ở đây đại holiday tiết chẳng bên than nè đại trong mà tin là bao nó cứ bị chở chẳng nè đôi nơi đồng ban ở rộp chẳng cứ có bài là Christmas chơi đá hay sang kiểu vinh đệ chơi đá chẳng bên tham phố quát đừng tin là bao chở này chẳng vì anh mê chậm lại thì anh nó cứ việc bạn nâng chẳng để tôi cho mỗi driver bay nâng cứ việc bạn nâng hơi dương tập lập tầm cho nó đi nữa tiết cứ để tôi cho mỗi nâng catalyst mà đâu chớ nè nhưng để tôi cho mỗi nâng chậm lại đi cứ dương mưa từ lời tha ta ta Facebook bên bàn hà ấy chắc sấy Facebook của bên bàn hà mỗi để tôi cho mỗi nâng Apple tracking policy chỉnh để mê tha Apple quát ao user quát cầm nát thằng quát chẳng ao ấy đi theo Facebook chẳng cua tại track cái lợi activity và qua đại quát phải tu sát từng ọt chẳng bật quát chết rồi còn nó cứ việc bẹp nâng họ đón cứ Facebook quát trăm bài app permission for user đi chẳng là đi họ dùng bằng website ấy dùng châu từ mơ ấy cứ Facebook đăng từng ọt chẳng là dùng tin ấy dùng mơ ấy để họ dùng thọ từ phần nông Amazon đi có châu mơ ấy cái đó nó không internet đó nè chẳng mình thay dùng họ tin là bao không internet cứ đăng từng ọt chẳng ấy chẳng nếu bây giờ dương châu từ căn Facebook cứ dương khởi ad nâng tay mà đó anh nâng cứ chỉ hết Paul nâng đại viên chân chân bây mũi nếu bây thay Apple quạt chấp đá change policy mới nâng vì thua ao Facebook của bạn nâng target chung ấy nè và target mê thay quạt của bạn reach to specific target mê thay advertiser để trong promote cho mũi nâng Apple promote cho mũi nâng Facebook mà Apple đấy promote cho mũi nâng Facebook cứ của bạn chừng mùn chẳng ấy nè từ xa qua đó đăng tha user nâng phở ấy kì nâng khôn ông qua đăng đại phở tu sạp nâng à nâng cứ xa mẹ tập bộ ai thì nhưng mà xin chơi qua đăng tha dương từ tinh ấy phong dương từ mơ từ phơ ấy phong từ cầm phía phong dương ở đăng tỷ dân phương mấy ỏi ad nâng vi trăm tha kẹt chẳng á nâng dân là thì hoa dương từ họ tinh từ phơ được có tinh ấy chẳng tự dân mê tha nâng bê để dương chua lên Facebook qua bà có chỉ họ website nát để kì trong phần bộ từ lưu từ phơ ở dương khơi nhảy nâng khôn ông ad á nâ nâng bê để dương lên Facebook bạn ta lấy cái đăng ở đằng gì dẫn thêm mấy bạn đăng tha dương nắng trăng tình gì với ọt dương anh mình từ cam phía bao nắng tại vì để dương bởi vậy nó không ai thấy vị trí khác chẳng là dương đăng tha dương tình ấy mình tình ấy nó không website chỉ đào nắng dẫn được xa cả ta nó ngay bị thua ở Facebook hơn là hồ tờ đó 10 billion nó không chẳng bị phong một paypay cho cho mỗi đăng tiết miền thang lại những vị thua ở ad Facebook nó bị less effective chẳng là vì thua ở specific target vì reach chẳng là chẳng mê tha thưa ỏi cô chấm nãy bị muốn thua lọt bà thì hôn tha chấm nãy rồi đô la ai lụt ba mà bọn đô la à lấy chấm nãy rồi đô la lụt ba đã phèm bộ mùi ỏi đi chẳng á chẳng vì thua ỏi vì là sẽ phải thiếu như vậy khá lấy cứ bạp nâng ai thùm nữ tôi tha ta nâng chỉ sao thơ mà phải đi còn long thơ mà phải dương ọt đứng đi tại sao ta ta Facebook ai chê người nâng bàn ọt chẳng á ai đó xe nâng chỉ mùi Apple bàn ọt rồi có vì nơi chân em khỏi khỏi nơi tập tòa nâng chịt và dân chỉ nơi chân em khỏi khỏi nơi tập tòa chân tiết Facebook nâng ai hết chân chừng nâng chẳng hạn chẳng Facebook vậy tha vì ai đừng hết rồi 10 billion đô la nó không chạm bị bọn nó pay bí hay anh ấy cứ chỉ bọn mình đang dừng vậy mình tại tôi mười nó Facebook sale đấy cứ app nó tracking app nó cứ hai chỉ decrease company sale hỗ trợ 10 billion đô la anh ấy cứ chỉ hết Paul chẳng hạn according to CNBC chắc chắn mình nên từng ngóc này trong khơi nên từng ngóc này ai từng mơ tại tôi chỉ mười nó earning report nó được cái này là kinh doanh đang đại chẳng hạn anh ấy còn bao nên từng ngóc này khơi chứ bạn chúng là một cái chẳng cứ mê tha vì catalyst mà anh tay vì chỉ a bad sign về Facebook chẳng anh à vì chỉ short term phải được long term phải vì never know dùng bad and see bàn tay bởi dương mưa tam sản phẩm bắt chấp bán bởi xin gì Apple or change policy nâng tế hay Facebook nơi tại bắt to admin nằm nó sai thì mẹ bàn hà mười nâng cho bạn à
cứ vì high risk chẳng hạn chẳng phong bây giờ ban thầm xong chỉ bày thì cứ vì lower chẳng hạn là vì all vì bad thì Facebook hai bây giờ mới ta lơ cái lý trong khỏi một tiết là vậy đại thở mới cứ mình nên tha chặt tông chụp mùi how spending mình tha chụp luôn máu đại dương chụp lại từ Facebook nắng rồi có family app của việt đại miền đôi chỉ IG Instagram WhatsApp Messenger chờ đám nắng bây giờ đang gì nhưng phở nắng cứ hai chỉ 65 minutes mê tha chờ là hai chỉ 65 minutes khả năng một tháng ngày on average dùng tam e-marketer chẳng hạn nhưng mê tha vi trường lọ hai vi gốt ngay bây giờ mới từ lớp macro effect với mê tha tại tôi mới macro economic đó nè vì cái đôi cái này về affect the advertising spending như thế này chẳng những đăng ai tha nó phải chấp nhận nó cứ đặt thông cho mỗi macro economy cứ mình tha bên nào cái đôi bên nào đấy cứ vì đặt thông cho mỗi inflation khổ chẳng hạn à chỉ bên sao sao lại phải chế đào hay cái đôi chỉ đặt thông mỗi supply chain issue được này đại thua ai ta lại bị lãng thay chẳng nó không cần phải mình bài nâng hay chỉ bên sao nó phải đặt đặt thông cho mỗi nâng rồi thay bài ba cái đôi chỉ này kia cái đó lại buộc quan nâng ta lại atra cả prạng nâng khổ chẳng vì thôi ai cần dù mới nâng quạt chậm nải tịt đi có can sai biết phát quạt bị chặt đi có quạt tinh là bao nào để chăm bài chia bảy trăm tháng ngày thì admin tự tinh là bao có bộ thu sao bây đại việt toàn chăm bài tỷ chẳng hạn chẳng vì chỉ hai phần mỗi đại advertiser quạt ad spend money từ lừa Facebook ad tiền tỷ chẳng hạn biên tập một vấn cứ bài nâng chẳng vì miền tháp Facebook cứ việc phải tài sản chẳng bây giờ chỉ advertiser ad spend đấy revenue phát quạt có drop đi kia chẳng hạn tua user grow cả đó anh nắng cứ việc bài nâng bản tai chắc sai nó cứ bị chia sẻ thăm một phần từ sao macro economic thì mẹ ha Facebook cứ sensitive từ lớn business cycle chân dễ lấy nữa ở trên đây mới tiếp đại dương thời chấm mẹ na Facebook cùng phong tại bet on the project đại dương score lấy metaverse nâng ngày project nâng chân mẹ na project nâng việc cost around 10 billion nó không chỉ nằm bị bỏ một phải bí ở từ mục tiêu đang tạo phần màn đấy bản tai nông dạp với cứ đừng ở chọn giống nè mẹ na Facebook cùng phong do nâng cứ chia future growth hoặc luôn này chúng nó bây đặt quạt khơi tha user grow nó không ông một family app quạt chấp đam kẹt chó chúng ở vậy đặt quạt thử thử cứ quạt thử mua từ lâu move on to something để thổi quạt grow tập tiệt và thân chỉ băng ta lơ ta lơ ta family app thế cứ ai lại đi quạt đừng drop từ lâu revenue phải quạt đó nè chúng cứ quạt thử họ play thêm gì đằng cứ mình tha anh chị ban tha để tôi chỉ mua một family app phải quạt cứ via sang tại maturity in term of để tôi chỉ mua life cycle chẳng hạn nè for business phải quạt chúng trong khỏi bốn cứ ban thầm tập bài tỷ anh nắng nó phải để dương vị phía từ lơ khách từ hình driver bây giờ sắp tới cứ hiện dù tiền mền bên tai dương trong ngồi này từ ngọc này cho ba tha chặt ta Facebook có gì ấy hay bộ qua rồi revenue tạm nè chúng bên sân chỉ revenue generating activity và bộ qua thẻ chúng cho bạn na stock price và qua thẻ đại chúng dương thời đã series chỉ mùi đang cao vị phía từ lơ khách từ list nâng driver chỉ chuyện dương khỏi mơ xa xa hay đặt bốn thòm ở đây chúng nè chúng việc all snap dương đấy cứ việc bài tăng nông dân chương trình investor được hiện ok lấy dương mà đo cho nội tí bí để tôn cho mùi đồng financial strength hay đồng management effectiveness chẳng hạn nè chẳng dân đăng ấy để tôn một chùm nội ấy dương để tôn cho mùi revenue grow breakdown cho lưu product service đại dương miền nó không Facebook nâng chẳng dân bay chạy chỉ segment được kìa tại sao anh chẳng hạn nè chẳng segment US nâng Canada segment cứ grow well không dạp bê bì xe năm chân khỏi chẳng hạn nè hồi mình tái vì slow week nên không quá thời chân khỏi hai tại tôn cho mùi đang bán ở rộp với cái đôi kia đấy cứ việc grow well thú nó không dạp bê bì xem chân khỏi mình tái vì slow week nên không quá thời vốn đi kia hai bởi xanh chị ở diện Pacific cho mùi đang rest of the world cứ grow well đi kia nó không dạp bê bì xem chân khỏi mình tái vì no sign of slowing down mình tham vì lõ như vậy lấy nè cứ lõ ở lấy dương mơ từng ngọt kia từ can là cái lại thang chú với đằng này chẳng bởi dương mơ từ can thang chú dương mơ mà đồng đi cứ man liệt thì user ok chẳng hạn này chẳng bây giờ mơ tư ở tẹt tôn cho mùi đường no revenue anh ấy cứ user sorry là mất khổng ok anh ấy cứ revenue chẳng hạn này bây giờ mơ revenue không dạp bê bê nam chân khỏi dừng đằng ấy bê nam chân khỏi chẳng hạn này bê nam chân khỏi này cứ việc cổ lột tôi viện flock cho entity cái đó dừng đằng ấy cứ việc cổ lột chẳng hạn này cứ cầu vận tải lực lên là cái anh ấy quarter trong khỏi đã bị slowing down chiên kê chiên ngay anh chiên quarter one champion phải mùi tiệt hai bây giờ mới đầm ban ở rộp vĩnh cái đôi cái này này cứ việc slowing tiên chiên trên năm champion phải mùi khai bảy tiệt quarter one tiệt cứ chừng việc slowing bờ mơ tới bây giờ trong khỏi cứ bị lọ chừng đó nè
bấm bảy quạt thôi chẳng khỏi nó cứ viên lọ hai bên cứ lọ kim cầu với nhập tu viên slow down tí tôi cái đầu thì nó thoải mà ra thì chẳng hạn là bên tay mà đo quạt thơ bọn nó cứ viên slow down khăn mình tên bọn rộp chẳng hạn là vì ai đã xa thằng kia mấy giờ đó ai đưa có hai inflation ở thay cho mùi viên được kia đây đi kia ai bây giờ tâm mơ tâm bọn ở Asian Pacific Asia Pacific cứ vi grow lên hồn anh ấy vi slow lên tí tôi nhưng đang ngày tha cứ nó không quạt thơ bọn 2 and 3 nó cứ revenue vi grow bên tay vi tích đi có vi ọt xa khỏi bà này bên tay chẳng hạn nè bên tay nơi ta lọ vì ọt tì chương môn môn để vì chợt chẳng mình tha cái đây từng không có Facebook cứ lơ Azi Pacific đại việc keep growing the revenue nè chẳng hạn nè in the long run I rest of the world có được kinh nghiệm đại sơ sản nhập gột chẳng hạn nè vì lọ chương môn trả chẳng hạn nè in term of revenue generation à lấy in tập từ cái này xe cho quýnh à nâng chẳng hai bị dương mưa tới dương ban chạy vì chạy bay tới bị tụ mùi chạy bay làm bọt nâng từ chẳng hạn nè dân nằm bán ai lo trên kế cứ Asia Pacific hay nâng rest of the world cứ việc bán xuống chụp bay bình hay đập bán đi bây giờ ai biết xuống chụp bay đấy việc bán bẹt cả đá lề và mua chụp hẻm từ xa vì constant việc cổ sở dân nữa được sân slow down chứng bán xuống chụp đập hẻm hai bờ lớn đi dương ai biết chở nâng kế được sang tại revenue generation phát biết là hỗ trợ ra sai sự bùng bán phía rồi này total revenue chẳng hạn là dương ai à nâng pin cứ xuống chụp buồn nâng tới hai chắc đấy vì cổ tích nâng quá thời chân khỏi dân việc bán thầm xuống chụp bí gì chẳng anh ấy xôn chơi pí anh ấy xôn chơi đập hẻm vì mà xôn chơi sam hẻm hay buộc nằng xôn chơi bay tiếp hai giờ xôn chơi bùng bội xôn chơi bao lần ngày chẳng như đã xôn chơi bùng bội tới từ sam vì alo màn thì chẳng nè chẳng ngồi chẳng ngồi thấy vậy nhưng đã xôn chơi bùng bội để reason for it chẳng nè nhưng bạn chạy vì chơi bay tới chẳng không mà segment ba hai giờ xôn chơi bay từ sam mà đi hay nâng cao đã chọn những cái việc xôn chơi buồn thật à pin ấy cứ xôn chơi bay được nè chẳng thôi thoát của one score hai bây giờ mưa tới tiết cứ tại tông chơi mùi nâng operating margin tức là core product được kia cứ miền tha vi hiện flock chạy thì tuổi nên không giả pe là và hai gì phải làm trong khỏi giống á nè tăng pi size sản phẩm buồn phi rồi nông sản pi pon năm bớt lẽ mà sản phẩm buồn sản pi pon phải mùi chẳng tăng pi chờ hồn mà tịch chẳng vi not good chẳng á nè bây giờ mưa thì miền tha trailing 12 month giả pe đã pi khai trong khỏi rồi có giả sản pi khai trong khỏi vi on every time sản phẩm buồn nhưng tịch chưa quarter one tiền chẳng nói được gold sign chẳng bởi xanh như viết gold sign từ lỡ operating margin từ lỡ core product năng tế cứ viết ban thẩm dụng trích buồn đấy vì tích trường bẹt cả đá chẳng nè hai bởi dương mơ net profit margin bình net profit margin nó cứ viết slow wing down nông dạ bếp em xem chân khỏi bì xam sắp bầm buồn cái nông chân nằm bì bọn đầm bá là hô tấm xam sắp bầy đấy chẳng nè cứ hay trailing square mắn cứ xam sắp mỗi phía rồi nó là gold sign ở lấy những bao cái căn ở financial statement đi các bạn đấy để tôn cho mùi nâng này tôi thọ revenue per beer chẳng hạn để tôn cho mùi nâng gross profit đi chế đạo chẳng hạn hay net operating income chẳng nên tao ngóc nên khơi lên chẳng bà phần tay chân từ xa để dương khao cho lấy vị trí và sân thay thay vì sủ mờ chẳng hạn dương không khơi viên chẳng chẳng nguyên thay tôi nên tao ngóc nên khơi viên chẳng đạo phần tay vì slow wing chừng một chẳng hạn in term of percentage bị dương mơ ta lấy tới vì khơi vì cả là hột phần tay in term of percentage vì tư chương một chẳng hạn tiếp cho mùi nâng revenue wing chẳng thầy yeah chẳng như tập tăng Excel dân quyền chẳng miễn hàng cứ việc bài nâng cứ mơ tới cứ net profit margin phong viết cứ việc tích trường môn từ sam từ mỗi môn bán trả lời tam phụn cho nên people ăn phải mũi cứ sam bảy đò pe quarter trong khói với trở lên mà sam từ mùi nó của sai chẳng phúng bật sân trên nó gốt về mặt thường ấm cường sông trực bảy chẳng như ở sông trực bảy để thịt ai bây giờ mới từ lơ operating cash flow hay nâng free cash flow thuộc quyền thi vĩnh nhưng đừng ấy cứ vì là o mà operating cash flow nó free cash flow cứ là o hoặc là dân mơ được ăn Yahoo Finance chẳng mà dân mơ được lỡ operating cash flow bị bỏ năm bảy máu cứ việc cả là hốt gột sáng gột phải bốn bê liên xa bỏ mỗi xa bảy hàm bỏ gột vì keep increasing the operating cash flow ai bây giờ mơ free cash flow cái đôi kia này có là o được kia vì 15 billion 21 billion 23 39 chẳng vì keep going up so that is a good sign for company like that chẳng hạn nó cứ lỏ chẳng lại nó bị đặc biệt lỏ cứ gột chẳng mình tha vì ban mùi bình ọt mê the question turn cứ gột hơi ta tôi mùi chân đổi ý ta tôi mùi earning per share bid or not to bid chẳng bờ tam estimate tới cứ mình tha không quarter và top nên cứ vì lại li nâng earning per share tí chương một chẳng hạn hơi ở vậy đại dương question những kia cứ ta vì bid ọt nước nông này dân đã thay vì đọc full to bid. Đó ra dân khuyên slow down này
tệ tôn cho mùa này khi nhỉ quan thao chân khỏi cái bị slow down stagnant dẫn á nè ai tệ tôn cho mùa nâng hưởng advertiser đại vì phải từ xa macroeconomic là xa high inflation để thu ai consumer spending thị trường môn dẫn trong mình trong cứ advertiser của mình chậm lại lui từ lưỡi attention đi dẫn là quan tâm hỗ trợ đó trong năm của tháng ba này chỉ phải xét quarter bốn năng một dẫn không nhận pay quarter two là quarter three quarter thì hai dẫn là dẫn cứ vì bài năng dẫn là pay đại quarter trai thị trường muốn dẫn cho bạn là cứ Facebook đừng ân thị trường muốn dẫn tự dưng đạn thật ân per share vì đọc full to bit nó còn quarter thú ai quarter si có ai dẫn đại nên ta về đến si chứ dẫn không quarter và tốt cứ ân per share bị đọc nhưng đã đọc full dẫn dưng bạn bè cả đà xuân dịp hiểm ai bây giờ mới từ lớn đã tôn cho một grand ratio với là hỗ trợ pi chụp bảy mùi Facebook lo mình tên chẳng nữa chẳng mùi pin hoặc question này đấy à bây giờ mới từ lâu thôi để tôi quy thi viên chia sẻ cái Facebook con mình bấm nổ đi dẫn anh này ở đây có khơi những cái nông ở balance sheet đến cứ sát tại leasing nữa để có thử spend từ lâu để tôn cho mọi data center đưa infrastructure mà cho nó dẫn anh này chẳng ngày dẫn cứ vì chỉ leasing dẫn anh này à bây giờ sang về mình để tế à dẫn chia sẻ cứ vì just know that but based on financial statement hay balance sheet cứ vì know that chẳng know that chẳng lo một phát nó về cầm hoạt động nó hay quan hệ free cash flow chẳng chẳng yes bùng bính hay để tôi sắp xin ratio có đôi khi là ra quan hệ một nó chẳng việc mình pay nhà hưởng pay từ lơ payment từ lơ debt quan tế cứ việc pay nhà nó có một bình này ai bây giờ lấy mới từ lơ return nào là set vào cái Facebook quên thắt ta bu qua return từ lơ set vào qua để miền nó lỏ bên này sẽ lấy nhỏ này average 20% on average in the last 5 years chẳng không giải pay bảy trăm chẳng khỏi cứ bật nắng hai TTM wing ba hai chiếm một hai pp rồi nước non quạt thời trường khỏi miền ha quạt trên đấy từ return on set mà khu mình tên giống đó nè giống đồng băng thầm pp bảy tất đáp đi xem đẹp chrome hone chiếm sẽ like cap đó nè từ Facebook chưa đảm thầm đáp đáp hẻm có lò đấy bạn đã quạt lúc nào mà pay miền ha we more than good enough giống đó nè giống miền ha quạt phở phải set bắt quạt bàn lò very effective hiện đại giống đó nè from management team hai đã tăng chỉ return on equity hoặc là lo chừng đồng tiền chứ nữa return on equity thì chúng ta lừa bị đập đập hẻm được gọi thầm ở pay bên tay trái còn lừa đập ở pay hẻm mà nó average không dễ pay hẻm cho nằm trong khỏi chứ nữa hai bây giờ cái lấy mới từ lừa TTM với trailing 12 month cứ là hỗ trợ mà pay một phía rồi miền thay very effective too at the same time chẳng sử dụng bông chung khỏi để dưỡng ban bị financial strength and management effectiveness cứ là hỗ trợ một bao chân bày chắc này đọc bình cứ miền thay gold very good ok lấy dân tư cho nội tí bấy để tôn cho mùi nâng competition hay nâng sustainable competitive advantage and nâng growth giá nó có nông cho nội tí bấy là dân đo cho nội ế cứ dân dạy để tôn cho mùi competition dẫn á nè dẫn thật ta competition nó có nông social media sai nâng mạch đài dẫn á nè hơi dân ai phải chạy với đà rè indirect đi kìa dẫn á nè in terms of social media cứ vì mình free competition from YouTube, from TikTok, Snapchat, Twitter, WeChat đi chạy đào dẫn á nè dân đặt trong lý cư miên Apple là Amazon tiệt Apple là Amazon là xa phương khóa có chỉ phải mươi nông ca ở tin cho từ lửa ad spending for advertiser đây phố hả lý dân dạy cho rũm cư ta tá advertiser của bên linh nâng spender lại nạ chẳng chiền chẳng hả nè nâng trong Facebook YouTube TikTok đưa ấy cái chân tật chẳng hả nè dân đưa chỉ YouTube TikTok ấy cư chia direct competitor for Facebook hay đưa chỉ Amazon hay nâng Apple cứ chỉ indirect đâu xa có bộ quạt không phận monetize từ product phát quạt này nhưng mình thay quạt ai promote advertiser ai promote product phát quạt từ platform phát Apple của đôi Amazon bàn này chẳng hết này that's the reason chứ mình đã được cái gì chẳng bây giờ mới từ lưu market share nhưng vậy từ lập mà mới market share này market share thì có most popular social network của bạn về anh dạy thay chuyện chẳng hết này như ngày chẳng mà phong trào lớn bây giờ mới thấy Facebook, WhatsApp, Instagram cứ nên nở ngay sang nơi chẳng là Facebook Messenger thì chẳng chẳng viên là không top 5 vậy hay là không top 5 miền phong Facebook bây giờ nở ngay miền chẳng là miền Facebook, WhatsApp, Instagram không hay YouTube mới tìm và tòa bị Facebook chẳng là chẳng mê tha vậy tôi làm một quýnh cứ Facebook nơi tại lead the race nhìn thơm một đất bởi sân dự bốc châu khí nếp hai chì 3.5 chiếc 3.6 billion user là ngày để dân khơi nên không nông thank you mình là ngày và bằng năng chứ chẳng ở bộ châu khí tới via leading the race in term of social media chẳng nè chẳng bây giờ mới competition tour chỉ via fear được Steve cái đó mình thang cặp
cuộc bị tranh khăng có Facebook nó ta lead kê đấy in term of family MAP miễn tha từng Facebook từng IG từng Messenger từng WhatsApp chưa đâu dân đã ra tại quạt ở nhiều sự sắp tới cứ miễn tha sự bị bắt quạt chọn chẳng hạn hay sự bị bắt quạt bay nước nông nắng vì sao nước nông thập phải điệt chẳng hạn chẳng miễn tha vì nơi ta lỗ in term of competition quạt nơi ta leading the race hay chẳng quạt mang xuân trình bày tụi em bán mũi pin cái đó, phụ huynh là miền bắc tôi bình đẳng cứ YouTube bây giờ đang vì ai đang bắt bóng, hay TikTok ai take away their user của bạn đây, chẳng hạn, chẳng tụi mình lead the race có ai ăn bán bắt pin đấy làm sao chính vậy? Ai đã lừa để tông một brand monopoly and domination win ở đôi kia này, nhưng mới đôi kia chẳng để tông một popularity for social media cứ mình được nông thấp, thấp phải cứ miền pop Meta bây giờ nâng ấy, mình Facebook, mình Instagram, WhatsApp nó không nâng. Nhưng mình thấy thông mà brand monopoly hay domination nó không social media industry cứ nơi tại Meta này liệt kì. Nhưng trong trong quát thật bao nhiêu tụ pin, mùi pin này, làm mình châm lại chứ. Hay in terms of network, network effect, switching cost hay nâng barrier to entry, nhưng vậy tại tôn cho mùa nâng á. Nhưng ấy. Nhưng xin mùi xuất hiện ta ở network effect for Facebook mới đây. Yes. Very good. Chẳng hạn anh thầm never phải men ha. Từ xa tại đương vậy chẳng sự before phải qua thông thông nắng trong trong có dương phở môi nồng nắng đại chẳng hạn nè. Ai đam bè mất phe dương đưa còn nét score này phở nắng đưa ra là phải qua phở sự vi nồng đại. Chẳng tập một với never phải cứ viên chẳng cứ vi hại. Chẳng bởi dương phở dương lai li nắng cần để mùi mất phe dương bông bông dương. Chẳng hạn nè chẳng có phở platform được kia. Ai chỉ messenger đưa còn Instagram chưa đâu. Chẳng mê thay anh thầm một never phải cứ vi hại. Ai tập một tiết đã tông một high switching cost đưa còn low switching cost. Chẳng thà ta user nâng quạt ai nâng switch ở lớp platform xinh xinh thủ lọt xin lỗi xôn hành chẳng. Chẳng dân thở đăng ai miền hàn chỉ tui tới nâng bê để dân phở đi học Facebook được Messenger được Instagram dân phở hủ phở hay chả nâng nâng ngọp chân nam mày thì hồi chẳng hạn nè khá lọc phở buôn phẩm chân nam nè khá lọc phở đọc chân nam mày chẳng thật. Chẳng xin lỗi xôn thà quạt của bọt chào khá quạt tờ lê nhờ thì hồi tờ lê Twitter tờ lê Snapchat được TikTok plim plim ọt quạt ách bần tay xôn thà quạt của bọt chào khá Facebook nâng ọt được Instagram nâng ọt chứ bác chỉ ọt đi bộ ấy hụp nè nâng mất phe quạt nè nâng để họ friend quạt nè trong Facebook bị bị bỏ nè tụi nè score này tăng hiển vị trên lại quạt nghĩ bằng ở nâng cháo ấy hay nè thứ ca quạt tiệt tụi quạt chậm nãy pe lên trần chỉ muốn có quạt ăn quạt cháo đây vì ai chậm nãy pe tới chỉ muốn chẳng tới chẳng anh thơm một switching có cứ quạt nghề gì tớp dương đặt lại nó cứ hay chẳng từ xa hụp phe từ xa mất phe nè trong nâng cứ đầm bay cần để tụi quạt cứ giờ ai quạt cháo khao Facebook mới nâng được Instagram mới nâng nghề à mới tiếp theo tôi chỉ muốn hai barrier to entry chẳng anh tuy nhiên chẳng thực ra tại social media video mình đấy tăng top 5 for Facebook vì mình bởi vậy em bật top 10 for Facebook mình tăng ở chẳng á nè tăng Facebook tăng Messenger tăng WhatsApp tăng IG nè chẳng xưa tha vì anh nghe ao start up từ compete cho mùi nè Facebook mùi YouTube mùi TikTok cả đó that is the question mình tha vì concentrated chẳng mình tha top 2 top 3 player nâng cứ đồng mình đấy market sang tăng ở hỏi chẳng á nè chẳng đã bị concentrated nó cãi nè chẳng ngày chẳng tập một với mình thay in term of network effect switching cost barrier to entry cứ Facebook cứ lạc nạ sân phong phong kì chẳng việc final competition chẳng á nè chẳng bởi tụ bánh cứ mùi hơi in term of vai mốt à dương việc hiện mình nâng cứ kinh nghĩa đại chẳng á nè chẳng mình thay Facebook ai fan of the competition for long term chẳng á nè ai tại tôn cho mùi nâng scale bánh đi kinh nghĩa cứ Facebook mình lùi chở nó dễ mưa free cash flow nâng operating cash flow phá quát cứ đứng ấy quát mình lùi chở nâng ca cho các nông là cái nào product thay đổi use product thay đổi service thay chẳng mà chắc đây đi metaverse đây nhưng mà sinh chỉ có khơi từ lâu mê từ lâu tại tôn chỉ một đường user grow nữa các nông family mấy people quạt chụp cá nhưng quạt thử mua từ lâu app say network quạt cá revenue bớt sinh chỉ chẳng thế cầm hôn quạt đào thôi khỏi vậy hay là sinh thang quạt mê lưu chấn quạt đại thuyền chẳng mà thử mua số thang cầm hôn thay thay anh mà thuyền chẳng cả rồi chẳng là start up giờ đào cứ hiểu art thì chẳng là cứ vậy bà chẳng miễn tha từ việc miễn hai barrier to entry đi kia chẳng này chẳng tiếp tôi chúng mình đi cùng mũi pin này bởi dương mới từ lúc growth rate range according to Yahoo Finance có được chia sẻ của Morningstar analyst này chẳng này chẳng growth rate pocket miễn chỉ là pin pa đáp bên đáp bảy chẳng bởi dương do average tới chỉ là phần nâng đáp bảy chẳng từ hai bởi dương mơ chắc đại cứ vì ai minimum around 7% chẳng này ngon dẹp pe phèm xem từ một around that chừng ngày. Hay vậy đại dương ai đấng miền thay tại tông một user grow, cứ vì ai đừng slowing down điện đại dương đấng á không quarter one trong khỏi chưa phải thành ban là rộp hay năng âm đại cứ sang tận lên cao tại mà đầu. Hay số tham mấy bạn lên cao hay user tên à? Hmm, phải chơi TikTok em mà tới.
That's what we think. Chẳng bông chân khói cứ ban buôn cho bầy tại tông competition hay năng sustainable competitive advantage hay năng growth. À lâu chỗ đó chỗ này chỉ buôn tại tông mùi management hay năng key strategy. Chẳng dù thang tại tông mùi management team hay năng key strategy mà đài. Chẳng hạn à, nhưng đơn ấy tại tông mùi board director chairman cứ nơi tìm mạc đáy tăng bị founding mà. Ở năng không board director mình là cái khác đối chỉ Mark Andreessen. Quát cho anh nhà năng tăng bị quát em vẽ từ lờ Facebook tăng bị phòn bảy mà đó. Chẳng hạn à. Hai quan chức general partner of Andreessen Horowitz. Nên đại thuật quát quát cứ chỉ firm phát quát cứ chỉ venture capital đại invest từ lưu Skype, Lyft, Airbnb chứ đàm. Lyft mang đôi Uber chẳng, Skype những Skype score lấy chẳng á, đại Microsoft quát tình. Chứ mình nạc cùng hôn quát invest từ lưu cùng hôn lo lo chờn, chẳng á nè. Hơi nạc kế tiết nó cũng bỏ director mình đôi chỉ Peter Fitzgerald. Tuy nhiên chẳng nè đại thuật answer 0-2-1 phải chỉ thuật score quát. Hay quát có chỉ founder này PayPal đại along Elon Musk cả quát bà cao tập bổng nâng quát pizza sale nâng hay nâng Elon Musk có đôi kinh nghiệm chỉ founder này ảnh nâng chẳng ảnh nâng càng nâng hay ảnh nâng cư hình chẳng mình là board of director bà quát dương đơn ấy mình là kì là lo mạch đại internal decision making chẳng ảnh nâng thà ta bà quát set goal được có target phát môn tư direction môi nè chẳng vì depend the lời chairman có đôi chỉ member of the board đại quality bà quát experience bà quát chẳng tiếp dương thẩm mượn nâng. À, bây giờ mới tới CEO quạt mặc là ngay giờ mình chỉ chờ thằng founding quạt nè mình vision tới lừa vậy để quạt phù hòa ngay mà đào hòa ngay đứng chẳng giờ mình question này chờ anh tế ai đã nói chung nói bắt đầu mình tiếp tới CFO cứ được cái CFO cứ cho anh tăng bị bòn đập buồn tăng bị bòn đập buồn mẹ này quạt cho anh một nâng bàn tay quạt phơi CFO nông trang bị bòn đập buồn ai Mr. đã tôi chỉ mới nâng Mr. Werner nâng Werner nó cứ cho anh tăng bị chân bị bòn đập pi chỉ VP để không có finance hay là business planning ai đã bị bòn đập bốn mà quạt tới chỉ CFO ai bị muốn có quạt thôi chỉ CFO nó không hôn Singer nên chỉ không hôn vài là lượng game ở Facebook anh nó nè lại thua lên game để tôn với family nhé top score lại à game thôi để tôn chỉ mỗi cái thời than này nắng á na à bên đang là bảy chẳng á cứ mẹ bên đang cứ game nó quạt nó lại đặt một không Facebook có dừng lên như này hay để tôn chỉ mỗi và tôn mà thiết cứ để tôn chỉ mỗi đồng VP đây là một CEO phát quát cứ Sari Sandberg quát nâng cứ chia sẻ hay chẳng hạn Sari Sandberg nâng chẳng quát thua chỉ CEO tăng bị bọn bẩm bẩy mà mày chẳng hạn chứ cả hai thà đại chơi cái bàn đại xam bàn đó phạm mạc tăng bị bọn bẩy mà hay quát có chỉ board of director trong trang bị bọn bẩy đài chẳng hạn hay muốn join Facebook nâng quát thua gì chẳng hạn muốn join Facebook nâng quát thua gắn ở Google hay ก็ทัวร์การเฉลิมตรงจมูกหนึ่งก็ระบบออนไลน์เซลล์ของ Google หนึ่ง GVP จังนะจังอินเทอร์มาควีเซนต์เดลแคร์เบลิตี้พอแมเนจเมนต์ทีมกูจัสอินเทอร์มาวิสเปียร์เรียนดิเรกชันและตั้งอ่ะหนึ่งอาหารในล้อนั่นคือปกวัดเหมียนจังนะยูอาร์มีควีเซนต์ยูอาร์มีตอบตีจังไปตลอดมาวันกูยูอาร์มีคืนเชงไอซันในวิคันในขนมแมเนจเมนต์ทีมจีบซะปกวัดแต่ละhai position đối với CEO đối với CFO CEO giờ đang admin change không giờ bên trong bị cam trong khỏi đi và sân gì không giờ bên trong bị cam trong khỏi mình cái phát đấu với admin pan hai trận để chiều warning sign chứ này chẳng chạy sang với admin thế in term management team cũng quạt stick together để chẳng bị gột chẳng lại những bung từ ngoài bàn pin pin chứ này hai từ lớp tay tôi chưa mùi những key strategy for growing key strategy for growing ta ta Facebook mi strategy làm bay grow quạt từ một tiệt đôi họ ngay tiền lợi tới nè để dựng khởi những stock phát quạt cùng thể thề chỉ làm đáp hai chỉ hai sắp rồi tăng pì previous high chẳng nè chẳng mà dương mới tha ta quạt thể thua mấy tiền ta quạt nơi thể stick chỉ mùi đang main revenue driver phát quạt ạ chẳng nè lỡ dương là look at key strategy phát quạt đại quạt ban chạy nước nông 10k report phát quạt chẳng thì mỗi phát quạt nơi tại happy mà có thể use product làm bay cần đấy chỉ mùi đang zoomer chẳng nè chẳng mình hay đi dễ chẳng quạt không phần nơi tại ban lôi mà bị ad được kia tại đấy ad revenue được kia chẳng mình hay quạt nơi tại bắt đầu priority đi mũi number one priority mình tại vào quạt cứ tại tông mũi ad revenue generation chẳng nè cứ tại tông mũi ad tại quạt vừa ad đang lo gì muốn chẳng tới hay at the same time they also focus on main revenue driver through Facebook that chẳng là quạt bắt đầu từ main driver và quạt tại hay không pay năng đá của quạt vừa khinh từ lâu metaverse này để dựng đằng nè, tại trong một metaverse chẳng ngày, chẳng à, chẳng quạt ở bấm play tại trong chỉ một man đi vào driver thế, hay at the same time quạt vừa khinh từ lâu new project tầm bay anh đã quạt Facebook tầm một chớ này,
nó bây giờ quạt khơi user grow nó khơi nông social media và quạt chấp đam lên grow chẳng cứ chơi grow sai chẳng dừng anh chỉ mang tham việc one pin chẳng mang tham vậy là quạt thật khó cứ revenue driving activity và quạt là chỉ main driver nó nơi tại thuế and then quạt invest lên new project two chẳng bung pin hãy chọn ATP để tôn chỉ mùi nâng making it more relevant and effective chẳng nè chẳng đối dương vậy chẳng đầm bây ở quạt trên đời revenue ban đã trở anh quạt thật đơn ha ta ta nơi bây đã advertiser quạt spam lùi nâng quạt từ tour ban này mà quên bị ca advertise mỗi Facebook nâng chẳng mình thay chẳng đối dương vậy mình chẳng bình dân gì họ đón cứ quạt chậm này mà rõ có ai lụa bao bao anh chẳng nè chẳng mình thay về phải thiệu quạt bình chật bạn ta phải cho bán nơi bây đã quạt chậm này mà rõ được nếu quạt lụa ban đã phèn vào mùi rồi thì chẳng tùm nửa số tham mấy bạn chẳng chẳng nè chúng việc thật đơn tha ta make king ad more relevant hay là effective nó việc bài nè giống rồi nè hồi chưa biết xét panha để dương dễ bị khăn lượng mà mình nhận chừng tại tông bị catalyst nữa Facebook cũng bung là miễn panha tại tông chỉ mỗi hưởng iOS tracking policy change for Apple nâng ấy chẳng xin lỗi số tha ta Facebook ấy đâu sẽ panha nâng bàn ở đầm bay thua ở khi sẽ GDP for growth và quạt nâng từ mục là dân chỉ ở nâng ở từ mục tế đi vào như phát quạt và có thể hợp chẳng rồi nè là sai advertiser nâng spend more money hay nâng pay để spend more money hay ad for what we out of fight to quạt bằng hai chữ mù ở này vì có quạt pin chất quạt họ platform tên này phương anh chẳng chẳng mình chẳng revenue for Facebook cứ nâng bật chẳng hả nè chẳng xin lỗi tha ta Facebook ấy đã sẽ nâng ban ọt chẳng chẳng ai mà ai bị tụng mùi pin đấy tu chỉ sẽ chỉ phát quạt chẳng thua ad nâng more relevant effective của đời mình thấy quạt thật là lo xe bằng hai chữ mù ở trên chẳng lại nâng việc ai bùng pin đấy cơ mà làm sao chìm bảo tình anh ấy cho nói ti bay trong khỏi suy chi ti bay thủng khi phải chi ti bay thủng cứ quạt này tập keep là cái nào keep bia đến là như ngay ta keeping bia đến business giống này là bay support million of businesses cho ngay để bằng từ lưu sự việc vào phục quạt là bay grow nâng create job giống này giống đôi khi giống quạt này sẽ chỉ muốn nâng về ha quạt này tại work chỉ muốn nâng cao support từ lưu small businesses chỉ đó hơi có compound incentive từ lưu content creator để dân khởi nhé bộ qua đời like game like chơi đá âm nữa làm bay ba lôi biển nữa send star send này nữa chẳng hạn nè là đấy đi gold sing chẳng mình tham vi ban mười bình vi ở chế ban hà thì mẹ chơi bảy chẳng trong khỏi tại tông chỉ mùi là management and key strategy cứ ban buôn trên bờ bùng chẳng hạn yes off fight that's good almost full for that part hơi tại tôi chỉ một trong những chi phép là chi trong nội dung khánh cứ tại tôi một risk factors risk factor đại dương thời đấng đấng cứ được cái risk factor related to growth risk factor related to business operation hay là law and regulation trong khỏi cứ tại tôi chỉ một general economic and political condition đó nè chẳng tại tôi chỉ một trong những chi phép nhưng vậy tại tôi một growth một hai trong nội a nấng tại tôi một growth nấng cứ vi ban bắt đầu p tại vì standalone two tall two point hay cái bên nấng cứ mà mùi mùi vậy chúng ta tông một cái rối biết tầm khăn để lơ chụp với snap hoặc cầm hồn mình nâng chúng bây giờ ở bài thằng mới tìm mũi tại tông chụp mũi competition đi còn new technology development vậy này chúng ở bài đại dương thằng mới tầm khăn nâng cứ nó không so so mi để vì art mi này thì mới chuẩn bị thế nhớ nè ở bài chắc sai không pay vậy pay click click đôi gì chúng cứ vì tại tông chụp mũi video click click đôi gì tiktok chơi đá đại youtube đôi gì facebook chụp làm thua nâng luôn này này à cà pì muốn cứ tại tông chụp mũi nâng à tại tông chụp mũi nâng tại tông ai chẳng post story không dám pay bốn mang video nào ngay nhưng story yes story click luôn này. Tại tôi mới story à, vì muốn kinh chẳng vì trên bị Snapchat mà lấy tại tôi mới story video đã trên bị TikTok mà tiệt chớ nè. Chẳng Facebook hay năng YouTube còn bằng thường chẳng được cái này. Chẳng hình thức mà competition cứ vi ai direct vi indirect hoặc lại DIO nó ai direct hay à này cứ indirect. Chẳng đối YouTube TikTok nó cứ vi direct competitors hay thì Apple and Amazon vẫn cứ chia indirect. Tuy nhiên điện thương direct cứ được xa tập vì compete on social media có đôi chỉ get user attention có đôi chỉ engagement cho đào phần tay bởi mới từ lời Apple nâng Amazon viết based on ad spending nhưng thật ta advertiser có spend money từ lời platform mới nào chẳng như kì từ lời Apple từ lời Amazon để còn mà chỉ social media phần tay còn mình lại đã ai advertiser advertise bạn từ xa còn đôi Amazon chứ còn miền user có chẳng để còn tin là bỏ online như này Apple cái này đã cho tất cả các loại App Store nó có ai promote bạn được cái này dừng đằng này chẳng hạn that's why we indirect chẳng cả chai po advertiser có việc phải từ lời chấm đổ bỏ Facebook được cái này và thậm chí advertiser decide spend lời Apple Amazon or spend lời Meta thế cho anh revenue po Meta đối Facebook nó có chỉ hết chẳng hạn that is the question
Và tại the same time meta nơi ta lead the race in term of market share đối dân khởi chẳng vì term the xa ta MAP rồi có family app hoặc quán nâng cư vì dominate thầy chẳng hả nè chẳng bông cái nơi xa si competition vì rai bàn bình đấy vì tăng direct and indirect tu chỉ low risk and medium risk all all nâng cư low risk hay MO cư medium risk chẳng hả nè chẳng hả nè chẳng bông vì rai bàn bình đấy vì nâng vì ai thầm xôn chì phẻm xôn chì phẩm bùi y tập năng hề chẳng hai mình dùng mới cho nên bắt đầu tại tôi một future investment hay nâng âm ảnh ấy chưa đáo chẳng hả chẳng tại tôi một future investment cứ quan bet on the metaverse là dừng vậy hay rồi chẳng hả hai at the same time metaverse nâng cứ việc thời gian capital expenditure của được dừng phải biết hạ pick nâng là hỗ trợ chờ nhằm nâng chờ nâng dạp bề quen chắc đấy nâng nâng cho năm bipon phải mới có chai là hỗ trợ 10 billion on metaverse ngay trước trang bipon phải pp bay tầm bốc dừng ở toàn đằng ta âm ảnh thế and nâng nâng trang bipon phải mới bài dừng 10 billion như ngay hay hướng mới tiết đại tật qua tay tông mình về mình nâng đôi chi phí đại vì chỉ à hụ đại dương cho clay clay á dạng ấy à chi phí nâng cứ vì block từ đầu giờ UK voucher đó từ lời điện mới nâng thật ra UK voucher đó cái tha bộ quạt nâng cứ là cái nào fan of competition fan of competition nó mới tha quạt không phải limited competition ai quạt thua ao cùng phần mặc quần này càng để khẳng chẳng á vì tới chỉ mình openly từ lẹt tông cho mình nâng UK voucher đó nâng cứ block từ lời điện mới nâng chẳng á nè tu điện mới nâng mình chờ anh lọ around 400 million cái nào vậy nè, cũng biết chọn đây, cứ xem. À, giờ đây từ mơ MAP monthly active people growing cứ nơi tại stagnant nhớ nè, những con ông đồng bằng America đang Canada hay đang ở Rob được kia, vì chỉ risk và meta bây giờ book đồng bằng đang pi châu kia vì ba hai chỉ mở sample hay đang sample hay đang mà phải buồn chẳng nè, book châu kia tới vì ba hai chỉ chất chiều ngày chẳng in term of that. Chất chiêng chẳng mấy tham bản thân từ pi nâng lên grow chưa thập kỷ rồi total revenue po apple có anh lên grow đài tu chưa nằm bao là gì pacific hay nâng rest the world grow có vị ban thầm mà pay bao lại chẳng nữa chẳng bản thân chỉ nâng không nằm bao us and canada hay nữa europe vì ad grow in term of user base chẳng nữa anh nói bà con chỉ miễn hưởng vì tự chỉ high risk side chẳng nữa chẳng tu bây giờ chẳng bà high risk bung vị ban thầm sâu chỉ bay đi chẳng nữa ai bà low risk bung vị ban mùi bình lại nâng cái tông mùi risk factor chẳng ok hay lập tới tiết tại tôn cho mùi năng risk to business and operation cứ đôi chị admin ấy xong khăn đấy tại tôn chắc đánh cứ admin này để post risk tại tôn mùi ongoing operation đi chứ như ai consider ta all low risk chứng mùi bình ở bài nhà đấy hay tại tôn cho mùi lo regulation đã chỉ hưởng trần bình nhớ nè chắc đánh cứ meta cầm bông tại tại tôn cho mùi năng phở tới lửa máu là personal data chả là đại sự thật nơi khổng ca bình đất cháy phở đối chia federal agency đối chia FTC chia đám giống nè FTC đối với ITC chia đám international federal commission chia đám chân tới đúng không chẳng bên tha đã tôn cho mọi người ta bị ba cầm bông tại bên đất bên đất chạy từ lời cả para personal data for user chẳng bên tha ta meta bông tại do information for user từ lưu ở đối với phở bài nà chẳng nè chẳng vì thật là không cứ thành đi viết lo mà đâu ta tôn các people làm vậy nên là top tam đan kiểu đường này Facebook cứ quan luôn data ao firm mỗi chẳng những play chua đài từng chẳng này là pay nắng vì mình pay hai chở nào xa à pay nắng cứ quan luôn Facebook luôn personal data ta ao third party từ viết thua ao miền tha user bắt nục chặt từ Facebook chẳng à pay nắng cứ stock Facebook kẹt lăng mình tên chẳng là lấy gọi tôi đi luôn này để tôi chỉ một cái personal data của Facebook anh ấy cứ via chỉ medium risk chẳng medium risk mình chỉ high risk còn mình chỉ low risk medium risk hai vì ai chỉ short term thì chẳng nè cần đặt qua đó sẽ bàn chẳng buông ai tôn chụp phèm ai bài nhà thông mới tiếp cứ tại tôn chụp mùi nâng đôi chỉ Starbucks Coca Cola hay nâng Verizon chẳng nè Verizon cứ chỉ Chrome Hotel Telecom Nam Rick hay nâng ngọc này thuộc lưới chẳng nè đôi smart đôi xe khác thuộc mai chẳng chẳng bên hai Chrome thông thông mà nâng cứ quạt free seller ad spending bên hai quạt ad the top spend chụp mùi Facebook nâng cứ quạt thở và cọ sẵn ở toàn chai đấy đời sau ấy đời sau Facebook fail to remove từ lời hate speech những misinformation mấy thay tệ tôn cho mùi bị sợp ấy chả đám bị ăn lỏ rư ăn phụ xa ấy chả đám rư gò bò mình bắt ấy chả đám chẳng tận chẳng nó bây giờ Facebook đó sẽ nó bàn tế bụi cổ môn thông thông nâng cứ quạt ọt vì linh spend money từ lời ad tiền tiền chẳng nè chẳng đẹp đi sự khăn thơ bộ châu khí tất bà tục lại nước bàn 5% 0.5 not 5% 0.5 hai chẳng khỏi tệ tôn cho mùi risk to general economic and political condition chẳng nè chẳng tệ tôn cho mùi anh nhận đơn ấy tệ tôn mùi economic bài cho bán cư vì thật nó không nông tightening environment chẳng nè chẳng major company chắc bắt đầu reduce the spending the ad cái đôi chìa
chỉ phải xét từ lưu travel and auto industry chẳng chẳng mình thấy dương đơn ở dương admin sơ miên này là hệ chấm nái lựa chọn từ nông ca đa lên được có tên là nông than phía bài nâng tỷ nó bê đài lại sang có thay tra ca prạc có khu bùa chẳng mình là kê nâng đa lên thế hay có mình là kê nâng lại đi từ bài ca đấy được có tiền hay giờ đám được nhịp chẳng nè chẳng bu quạt đài chỉ advertiser nó không industry tầng bì tầng bay nó được gọi industry mà chân muốn cứ có ở chấm nái lựa nông ca promote lời ad chẳng anh nâng cứ vi hot lên Facebook revenue được này hay at the same time user nâng được có dùng mà nâng khởi quạt mình ca phùng bị chặt đấy chẳng nè chẳng mình thay bu quạt có phùng bị chặt đấy chỉ mỗi nâng ca spending too much chẳng nè bây giờ quạt chai về chẳng quạt anh mình bán hai năm về đại tất cả prak pu hay sang có thay chẳng một đại chẳng vì bảo bảo chẳng không giảm pay bên nâng cứ high inflation không giảm pay sai trong trường hỏi chẳng có thật bị chặt nâng ca chai về bảo quạt chẳng việc ban thằng bé cả đào đấy việc ai tha cái lại nên cứ high risk vấn đề sốt thấm hãy tới tông mùa Ukraine Russia war có đôi chuyện chẳng đại việc push the inflation to record high chỉ phải xét tại tông cho mùa đông ôn gas cho đào mai nó supply chain issue mà chẳng đủ nhớ nè chẳng việc thưa ao việc miền bắc hả không giải pay clay đấy ai từng cầm tha cái lại chăm chăm tới việc ai đó sẽ chop vấn đề việc nơi tại medium risk chẳng medium risk thằng pí việc ban thằng được xong chỉ phèm đi trong khỏi cho tôi một risk factor cứ ban là pi trên bảy này trầm bình consider as gold nó bây là miền panha chờ anh chẳng hơi này tôi bán pi trên bảy vì lo này chứ nè dẫn tới tôi một chuyện trong khỏi cho tôi một insider holding buying selling hay là institutional ownership cho đối với H1 ownership cho đại tôi còn về một mặt là cái sentiment chứ nè chẳng bởi dương mưa từ lời insider transaction cái đồng dạng bay bay từ một khai trong khỏi ta còn mình change nhiều giọt chứ nè chẳng chỉ sáng gạt miền thì insider transaction chúng vì stable, chúng vì ai bán tiền đã xong chưa phải. Hai bờ mơ nó không nói chuyện chuyện nói toàn sai chân bính, cứ không giải bay bay khai chân khỏi miền chèn ngày dọc, chẳng nó form thùng thùng, chẳng là cái nào được gì ai tha pension fund này chả đám đi còn sơn này chẳng tới, ta còn miền chèn ngày ngọt. Tại tông vì slide liền thì chưa được còn nhiều fund, chẳng nè, chẳng tại tông vì slide increase rồi point 18%, chẳng nè, vì càng thì tuổi này, bàn tay bây giờ bẹt cả đã chẳng vì ba thầm xong chưa phải thế. Hãy cho nên tí bấy tên tôn cho mùi nâng significant company institution ownership hay nâng đưa cho bank cho đó hay bank nâng cư dương phở tà lưu ta asset management division đi đưa có hedge fund cho đó chứ nè dân thật ta vì mình cặp lập đầu ở trái xáy nè dân cho nên tí mùi dân thầm mới ta bị phở mấy đại hồ position nâng nông Facebook là chẳng trái xáy miên đưa cho Vanguard, BlackRock, JP Morgan và Bank America BOFA nâng một cái Stanley chờ đợi giống là trong top 10 top 20 đại quát mi position trong Facebook hai bữa tối mới tiếp theo tôi chưa mùi trong top 10 holding tất tá vì là thân trong top 10 bao màn chạy xe anh trong top 10 tại holding nước miền Tây tập phong nắng bị phơi mà nó còn miền hồ position Facebook trong top 10 stock bao quát đó ở đây họ thay thay nước miền Microsoft, Google, Apple, Facebook về chân trời chẳng vì cái sản không thập thèn nữa số tháp miền không thập thèn nào chẳng biết đỏ miền tháp bị tiêu chứng buồn vì lên nó không thập thèn trở này bị tiêu chứng buồn đỏ buồn vì rồi hãy thập thèn nó không hay fan data Facebook nâng position Facebook nâng miền nó không thập thèn vào hay fan firm được hot chết xanh cả đỏ đại vì lên nó không thập thèn vào hay fan này phải đỏ bằng bảy vì rồi hãy fan holding phần nâng cứ miền mà phải rồi chẳng nè chẳng cái lại ní fan holding miền bằng bảy vì rồi cả người lỏ bên này fan holding chạy trong một hay fan bính bia đỏ bảy vì rồi nhớ nè chấn tôi nắp bung chân khỏi cứ ban mùa trình bờ chấn thằng lọc mà vén cứ overall score cho tôi cho mùa này là nắng cứ ban mà phải buồn mà phải buồn bây giờ mới tới cứ location ban nằm pp rồi đi hai bên sân được không lại bài điện in term recommendation ok là dương từ mới được can valuation bây giờ mà đó chấn đến tông mười ba valuation cái dương đang ấy cứ nhưng park growth rate là hồi ta đã bấy low growth high growth hay là average chẳng những khởi này average cái dương phẩm pal phẩm phẩm hay low cứ phẩm 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 hay high cứ đọc pal phẩm chứ này lấy dương mới từ lơ cả lại investment recommendation bây giờ mới đúng chẳng in term of investment recommendation nhưng đừng ấy free cash flow valuation cứ giá yeah. Lâu cứ lại đấy cứ độ tiệt độ mẹ tha phèm được nó grow pi 100 tới 100 cứ phèm bị rối grow pi 6 tới 10
có phần bị rồi đấy hay bị đập môi tao mà phải có phần bị rồi đấy tao mà flow growth hay tao mà every bên cái đôi cái này đấy cứ bây dương thiệp tới cứ việc discount là hỗ trợ sai tập pi bị rồi low growth sam bảy hay hay growth cứ hai tập pi bây giờ phải đi tiêu valuation có work đấy không cần này nâng chớ này và đâu như ai phải bán làm môi vậy bán cái này nếu cứ bị lỗ về phải bán làm pi chớ này chẳng cần này bây giờ mơ ở low valuation thông một ví dụ valuation cứ vì mình tha vì mạch nghĩa mình tha vì fair value hai bình thân chỉ average với nơi ta discount mà pay về rồi hay bà hai sản bụng bình thái chắc tay nhìn đi thu conservative client maintain chẳng nữa từ viên chẳng chẳng bây giờ vậy tư vì là cái low downside risk in term valuation tôi chỉ low nếu dân phở conservative client bị cái đầu chẳng nữa ok in term valuation như vậy hả là dân mơ cái lại business summary mà đúng chẳng thể tông một business summary cứ dân vậy tìm bối tại tông một product service growth của việc cứ mình hay bị slow down thì có to stagnant chứ mình ta concern với growth sao chứ là in term of expectation dân đang ấy tha vì ai đang downward pressure nó không quarter pi bay tầm mục tiết chứ là vì not good hay in term macro and industry analysis swing chẳng vì sao nó không tighten environment tại dân đang ấy tighten environment cứ advertiser quad are likely to spend less on ad tăng pi consumer quad also cautious with their spending chứ là nó pay đa consumer có ad willing to spend cho bạn advertiser có quad ad willing to spend more on advertising được kia chẳng là cứ we make sense that way hay cho bạn ha meta có chỉ hơi từ lưu top line bạc quá đấy là sao ấy slow growth nó không industry nâng chỉ overall từ ở mày đặt công hôn qua đấy công hôn xem cái ai đang pepon cho mình slow growth nâng đấy hay đây tôi mới chụp này chỉ bởi đây tôi chụp mùi comparative analysis nhưng đứng ấy thay nó không ở social media industry nó cứ view competition chẳng hạn phần tái đối với chứng meta nên tạo leading the race in the nó không industry mới nâng chẳng vì anh thay chỉ gold sign mẹ bộ quát phần tái thường nó mới xưa thay ta quát anh maintain leadership nâng bàn nọt in term of market share cái đôi popularity mẹ family app quát nâng anh đang ghi trên nội đại thời chạy bắt đầu hai chân chỉ bốn để tôi chỉ muốn risk factor nhớ nữa risk dài dương thời có sầm quát lang trình kê không chấm nào bốn nó cứ sẽ tôi chỉ muốn risk to grow đại chỉ major risk mẹ meta tăng pì family app nó cứ slowing down growth maintain chứ mình tha vì ai đo chấm nội maturity đại dương mới từ long life cycle of business mới nâng nữa cứ vì sang đó maturity ấy chẳng từ quát không phần mua từ căn metaverse nâng hay at the same time TikTok cũng phong tại taking user away vì Facebook tới đại thu ở miền lô engagement hay nâng our spending on meta services đại in return tại chỉ là the part cứ quạt ban chậm đầu tư dụng môn chẳng này rồi sao bây chẳng được giờ quạt mua tập hợp TikTok cái chẳng tới chứ mình sẽ không mình mày rồi đó chậm đầu tư phim đã tôn chụp mùi historical performance hay nâng financial focus mình chẳng này chẳng historical performance cứ lỏ bàn tay in the near term focus cứ we are pointing to the point that this low growth hay nâng not good enough earning chẳng là vì ai nâng likely bad earning ai bây giờ mới lên investment action bên vì mạch đài nhớ nè thì thông investment action cứ mình thay tại tôi chỉ muốn nâng cơm hôn mình nâng cường viên dân nông under value bà large margin nhớ nè mình margin đấy cứ margin nhớ nè xịt khóc chẳng bà large margin hay tại tôi chỉ muốn nâng upside và view mình upside downside chẳng vậy số sắp tới cứ vì mình low downside risk chẳng nè bây giờ này thì không cho position nâng tới vì ai clap to thì đó vì ai go low á bằng nay vì low vì tích chẳng hạn anh bật thêm cho mình đang upside chẳng hạn thì họ bởi dương châu bây lợi tới vì lệ ai đọc phía rồi thì tập bằng nâng hỏi vì bởi xâm dạy upside vì ai lưu phía sắp phía rồi chẳng tới xam sai sắp phía rồi chẳng tới đưa dương khuyên lưu vào dưới chân bởi dương này càng lấy tiền phát bởi hai chiều xam sắp bằng 7 phía rồi đây chẳng hạn á đây dương phở low estimate low growth rate chẳng hạn chẳng bởi upside thì cho mình đang downside cứ upside dần dần bằng nay mình tham vi out upside thì nông pay 3 chấp án để xa macro đại chỉ leading factor để thua ở việc miền bắc hà từ lượt market bạn đã chia sẻ từ lời cái lại nâng cư via still là hai margin of safety chẳng hạn bởi dương thiệp chưa red show cho mỗi nâng risk dương thay cái nâng position để dương gain in the long run ai làm muốn cho tông mới recommendation trong khỏi cư dương ai đã bàn tham buy to hold chẳng hạn rồi cả ai mostly buy rồi sao tại bởi tụ via kiện nâng từ hold vì châu bài mấy bạn đã bị kiện nâng hold chẳng hạn mà pay buôn pay bấy chưa lọt nghĩa theo dương đạo tham buy to hold hay in term of technical analysis với nhưng mà mới technical thì tới chứ in term of technical analysis với price cứ via down mình đến via multiple bottom vẫn nè hay bắt đầu power swing này cứ chỉ strong support
vì anh làm đó thầm rồi học từng ngày bởi làm đó mà học tiếng mà trên safety phải dùng hệ thống phụ trên một địa đại ai bởi xin để làm mấy anh ấy cứ đưa chương cao bí bó mà phải Covid crash như vậy chứ mấy thầm mà cái thầm vậy tới vì là anh bị chạm nóng vì thầm mà quên không có mỗi khai mà quên được à ơn thu dĩa tăng bị bay nâng máu khai phẻm khai buông khai phẻm bí bó mà phải ở lại khai buông khai phẻm bí bó mà phải bị bị chạm bình cứ mình hạ cổ bị chạm đó nào đó nấy thầm mà quên ở lĩnh không có mỗi khai cần mở chứ nè chẳng mà anh thầm vẹo tiền nông sọc mà khít chẳng vì thật tự bị chạm chẳng đơn giản chẳng không làm bị chạm thầm mà quên à chẳng vì strong support cứ nó không chỉ làm rồi học nâng ấy rồi ham rồi học nâng để sự go strong support hay from there vì ai lại liên bảo nắp bạn depend on other factor tại chẳng hạn anh ấy dương mới từ technical mà một tí chẳng bị dương mới từ lớp OSI MACD được của William O chỉ đạo chẳng hạn vì anh ấy chỉ là sai mũi William O hay oh sorry William O OSI sai mũi hay William O đọ học buồn nhưng mà yeah chẳng hạn thao technical của bạn là dương từ lập từ investment recommendation với chẳng tiếp tục cho mùi này ở technical cứ price could go lower ai đam rồi hoặc level strong support yeah hay trong khỏi tại trong một recommendation cứ buy ok bắt đầu bị dương phương cả VP ấy ta ta không muốn mình nói đại này từ ngọc này cho dương VP bắt đầu hay bởi xin gì ai comment được nông video đang bán hay phép bởi dương tha ta ta không muốn nói đại này từ ngọc này cho dương VP bắt đầu hay mùi tiết cứ ta này từ ngọc này cất thạc ca VP bắt dương mấy đại khi chúng ta đưa con mấy đại hơi bởi sân nhà mình mà tết ai phải phụ dương bàn nhớ cái nè dẫn video nó cứ chọc thầm nực